Chỉ cần em đám cưới xong là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bây giờ em chỉ có mình anh thôi à. Có thầy Khải nhà không? Thầy Khải về quê rồi. Cái gì? Ủa sao con không biết gì hết vậy? Thì thầy Khải chỉ nói em biết thôi, chứ thầy Khải đâu nói em biết đâu. Anh hy vọng là em cũng sẽ hết lòng vì anh. Như vậy thì nghĩa tình vợ chồng mới sâu đậm quanh à. Tuyệt đối không được để cho thằng Quang bước ra khỏi căn nhà này. Mày bước ra một trời một mày. Một trời một mà. Một trời một là một đám trời một mình ông á. Đêm đầy sao. Đã đến lúc còn một người quay trở lại. Cô cho con hỏi, ở xóm mình có ai tên Khải mà mặt giống vậy không? Thằng Tuấn. Không, Khải. Thằng Tuấn. Không ai Tuấn hết, Khải hả con?